xin kính chào các bậc phụ huynh. Rất vui khi được gặp lại các bậc phụ huynh và các con trong video hướng dẫn con học tại nhà. Với hoạt động làm quen với toán, các bậc phụ huynh có thể dạy con thông qua các hoạt động sinh hoạt hàng ngày hay cùng con làm một số công việc nhà đơn giản như sau. Nhi ơi, bây giờ hai bé cháu mình cùng phơi quần áo nhé. Trước khi phơi quần áo, con hãy nhìn xem trên giờ phơi nhà mình có bao nhiêu chiếc mắt nhỉ? Đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 cái móc. À, có tất cả là 5 cái móc đúng không? Bây giờ bác muốn có 6 cái móc thì bây giờ mình làm nào? Con một cái móc nữa. À, con sẽ gì? Con sẽ thêm. Con sẽ đi lấy thêm. Mấy nhỉ? Con sẽ đi lấy thêm mấy chiếc móc? À, con đi lấy thêm để đủ 6 chiếc móc nào. Con đi lấy nào. Dùng tay phải treo đây này, tay kia này. Rồi. Như vậy vừa thấy có 5 chiếc móc, bây giờ mía thêm 1 chiếc móc nữa vào. Được mấy nhỉ? 6. Con thử kiểm tra xem có đúng 6 không? 1, tay phải. 2, đến lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có tất cả? Có tất cả 6 chiếc móc. À, như vậy 5 chiếc móc thêm 1 chiếc móc sẽ được 6 chiếc móc. Bây giờ mình có muốn phơi quần áo cùng bác không ạ? À, bây giờ mình cùng nhau phơi quần áo nhé. Nhưng mà một chiếc móc này mình sẽ phơi được mấy nhá? 1 ạ. Hả? 1 ạ. À, 1 chiếc móc, nếu phơi cùng bác không? Đây, phơi quần áo nhá. À, con biết cách phơi chưa? Con biết cách phơi chưa ạ? Con cho vào. Cái móc này nó hơi to hơn cho cái áo này ha. Đây, phơi này. Cho này. Bắt phơi, bắt phơi. Đấy đang phơi áo của ai ấy nhỉ? Áo của con. Ai mua đấy? Bộ đấy ai mua cho con đấy? Phơi xong quần áo, bác cháu mình sẽ vào chuẩn bị dọn cơm để ăn nhé. Bây giờ bác cháu mình sẽ cùng nhau rửa cam nhá. Mía sẽ giúp bác chảy cam ra đĩa nhá. Nào, kiểm tra xem hôm nay bác đi chợ bác mua bao nhiêu quả nhá. Như vậy là có bao nhiêu quả nhỉ? 6. À, con kiểm tra, con đếm lại xem chú bác xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có. Có tất cả 6 quả cam. Bây giờ bác sẽ bổ cam để lát nữa mình ăn cơm xong mình tráng miệng nhé. Bác bổ xong mía sẽ giúp bác xếp cam ra đĩa nhá. Bác vừa bổ cam xong rồi, bây giờ mía hãy giúp bác là lấy 6 miếng cam xếp vào đĩa cho bác. 6 miếng nhá. 2 3 4 5. Bao nhiêu? 6, đủ chưa nhỉ? Con kiểm tra lại xem nào. Kiểm tra lại xem đủ chưa? 2, 3, 4, 5, 6. Có. Có 6 miếng. Miếng cam. À, đủ chưa nhỉ? Rồi ạ. Rồi. Con bê ra bàn nào. Mía ơi, nhà mình có bao nhiêu người nhỉ? Nhà mình có 6 người. Thế giờ con lại giúp bác đi lấy cho bác 6 chiếc bát để nhà mình ăn cơm nào. Rồi, nào con kiểm tra nào. 1, 2,
có 6 cái bát. À đúng rồi. Bây giờ con sẽ đi lấy đũa ra để nhà mình cả nhà mình cùng ăn cơm nhá. Các bậc phụ huynh có thể dạy trẻ đếm nhóm số lượng nhiều hơn 6 thông qua các hoạt động của trẻ tại nhà. Xin kính chúc các bậc phụ huynh và các con sẽ khám phá được nhiều điều thú vị và bổ ích trong thời gian trẻ vẫn chưa được đến trường. Xin chào và hẹn gặp lại.